chỉ là một cọng rau thôi mà. Mọi người phải ngoáy tít đây nhá, thì nó mới ngấm được vào thức ăn. Hello mọi người, thì hôm nay Quân sẽ làm món rau muống xào tỏi. Món này ở Việt Nam Quân thích ăn lắm. Cứ mỗi lần mẹ mua rau muống về thì mình lại bảo mẹ thôi mẹ ơi, hôm nay mẹ xào rau muống cho con ăn đi. Tại vì con nghiện tỏi mà. Nghiện tỏi nhưng mà tỏi bình thường, nó không phải là tỏi của Châu Việt Cường đâu. Thì hôm nay nhân cái cơ hội mà anh Hùng mua rau muống về thì Quân đã bảo chị Hà này thôi, để em tái hiện lại những tình thương của bố mẹ ngày xưa dành cho em, mặc dù ở Việt Nam em chưa làm bao giờ. Mọi người bóc khoảng 10 đến 20 củ tỏi này được rồi. Chắc không cần nhiều đâu, chắc tầm 20 củ. Em cho càng nhiều càng thơm. 20 củ to này này. À. Vâng. Đây hôm nay chúng Quân đãi chị Hà với em Su Mì với anh chị Hùng. Em biết là chị với cả anh thích, với các cháu chưa, đã 2 năm rồi chưa về Việt Nam, chưa được ăn những cái món mẹ nấu. Em thích nhất mẹ nấu là thịt bò, à quên, thịt trâu xào rau muống. Bên này không có thịt trâu. Không có thịt trâu thì thôi, rau muống xào bình thường cũng được. Mỗi lần làm cái này mình xúc động lắm, mình lại nhớ về gia đình, nhưng mà thôi biết sao được. Mình chọn cái việc mà sang đây học là mình xác định xa bố mẹ rồi. Sang đây học thành công và cho bố mẹ nở mày nở mặt mấy hàng xóm. Kiểu lúc đấy, ui con tôi đi học bên nước ngoài giờ nó giàu lắm, nó ngoan nữa. Giàu lắm, có đồng nào đâu mà giàu. Mình đã nghĩ đến cái đấy, mình đang cố gắng, đang tưởng tượng. Mới có một tháng thôi, cái sự cố gắng ấy nó chưa tới, à nó đang tới nhưng mà nó chưa thành công. Mọi người phải đập nát ra nhá, đập nát nó mới thơm. Thật ra nó mỏng lắm thôi, đập kiểu này cho nó chắc, không đập kiểu kia tóe hết ra nhà. Mình thì mình khá là sạch sẽ, một khi mình đã vào bếp thì mình muốn mọi thứ đều hoàn hảo. Ủa sạch sẽ sao em không đeo tập dề? Chưa chị. Nấu mới đeo. Chết rồi. Chết. Nhờ. Okay. Rau này thì có vẻ hơi dài. Mình nghĩ là mình sẽ vặn đôi, vặn làm ba ra để nó dài quá. Không sắt à? Ở trong chị là sắt bằng dao, em là vặn tay à? Vặn tay ạ. Sắt cảm giác nó thiếu chuyên nghiệp. Cái vẻ bất đồng cách nấu nhỉ? Vâng. Trước em nhìn mẹ nấu suốt mà em chưa nấu, chị yên tâm. Chị cứ yên tâm. Mọi thứ đều có sự tính toán của em hết. Mọi người muốn ăn dài thì mọi người ấy dài mà. À mà ở Việt Nam thì rau nó ngắn mà, không cần vặn đâu. Bây giờ mình đang ở, không phải ở Việt Nam nên mình mới phải vặn như này. Rồi, ok. Bây giờ mọi người phi tỏi lên cho thơm nhá. Cái này thì không ăn bột ngọt, cho nên chỉ có nước mắm thôi. Mắm quá! Mình chỉ mình thích cái tỏi nó chuyển sang hẳn màu vàng cơ, nhưng mà mọi người vắng người bảo là như vậy nó cháy, nhưng mà không sao, đây là cái phong cách nấu ăn riêng của mình. Đây được rồi đấy,
thơm quá. Công đoạn cuối cùng. Ok, thì ra để em quẩy ra. Mở nhà có lên. Xào rau cũng lại quẩy nữa. Không sao, không sao. Không sao, gạt bỏ luôn đi. Không sao. Chỉ là một cọng rau thôi mà. Mọi người phải ngoáy tít đây nhá, thì nó mới ngấm được vào thức ăn. Chị bây giờ sao chứ? Chưa. Nguyên đống rồi. Ăn tạm ngươi ở trong bếp lên đi. Không sao hơn mà, thơm mà. Thơm vào trong này, một tí dùng vứt cái này đi. Không sao, không sao. Xong rồi. Nói chung là rơi xuống đấy cũng vẫn sạch, vẫn ăn được. Không biết các bạn nào nhưng mình nấu ăn mình không bao giờ mình nếm. Không nếm à? Không bao giờ nếm. Mà em nhớ đây là một... Giờ hết cái bếp rồi. Đây là lần thứ hai mình nấu hay sao ấy. Mình nhớ lần trước mình nấu trứng thì nó đã đen xì rồi, mình không thể ăn được nữa. Không biết lần này như sao. Mình chẳng hiểu nữa. Trình bày phát. Rồi, mời mọi người đi. Đây. Nó rơi trong cái mặt bếp, nhưng mặt bếp sạch lắm mọi người. Đây, rau vẫn chưa bị bẩn tí nào. Người mùi thì cũng khá là thơm ấy, nhưng mà không biết có ăn được không. Đấy, ăn thử. Ui ôi. Eo ơi, vừa thế. Eo ơi, em thề luôn chị ạ. Chị miếng hả? Em thề luôn. Ngon không? Đây. Em thề luôn. Ăn à. Lần đầu tiên xào rau muống. Ôi xong đi mọi người, nó bốc tay. Không biết. Ha, mọi người chấm xem mà món rau muống được điểm mấy nha. Mọi người nhớ để lại bình luận cho mọi Quân nhé. Thì mình sẽ xào nhiều loại rau như kiểu là xào rau mồng tơi. Rau mồng tơi, bây giờ mọi người sẽ lại được chuẩn bị thấy một clip xào rau mồng tơi. Cái loại rau mà nhiều rớt ấy mà. Nếu mọi người yêu cầu, mọi người góp ý xem Quân nên nấu món gì nữa nhá. Mọi người có gì thì mọi người cứ góp ý ở. Mình đang học, thực tập. Đang học nấu ăn để chuẩn bị đi kiếm vợ. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhá. Cảm ơn mọi người, bye mọi người. Thế thôi, nó hất ra như vậy là được rồi chị ạ. Không hất quá đi nữa là thôi đấy. Sương Mì đã ăn thử rau muống của chú Quân nè. Nè, ăn rau muống chú Quân xào kìa, nhanh lên. Con thấy chú xào rau, con gửi. Úi giời ơi, toàn vô trong bọc nè. Ăn nhá. Không ăn nữa, eo ơi. Con không ủng hộ chú à? Xấu hổ à? Con không ủng hộ chú à? Sương Mì không thèm nhìn luôn, dở quá. Ôi, con không ủng hộ chú rồi, hỏng rồi. Cho xuống mày thử miếng ăn. Hám mồm. Cầm cơ, hám mồm.
không ăn đâu, cháu không ăn đâu. Có mùi nước mắm á. Ok, thôi xin mời chào cô chú đi. Hi. 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 Đấy, xin mời hai đó, xin mời vẫy tay hai chào cô chú đó. Hi. Hi. Mì gió, con mì gió cô chú. Mì gió đi. Mì gió. À, giỏi quá. Đúng rồi, xin mời mắt con đâu? Mắt đâu? Mắt. Mắt. Mũi con đâu? Mũi. Mũi đúng rồi, miệng đúng rồi. Cạch đầu anh đâu? Đầu. Đầu đúng rồi, giỏi quá.